quý vị và các bạn, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm, nhất là đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện là giải pháp quan trọng để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên năm 2021. Đây cũng là nội dung quan trọng tại cuộc họp. Theo dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên năm 2021 theo nghị quyết số 02 ngày 1 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo. Có 9 nhóm nhiệm vụ mục tiêu cụ thể được đưa ra thảo luận nhằm tăng cường thu hút đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Hưng Yên trong năm 2021. Trong đó, Hưng Yên phấn đấu năm 2021 tăng tổng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI lên khoảng 6% so với năm 2020. Đặc biệt là cần tăng điểm các chỉ số thành phần quan trọng như hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai tính minh bạch, chi phí không chính thức, chi phí gia nhập thị trường. Để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp này, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thảo luận một số giải pháp cụ thể về rà soát, giảm thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng, thực hiện đồng bộ các bước giúp doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện quy trình đầu tư. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh trách nhiệm của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, khâu quan trọng nhất trong việc tiếp nhận, triển khai dự án đầu tư. Không giải phóng được thì có nghĩa là chúng ta vẫn không có tác dụng gì cả. Tất cả các chỉ là trên giấy thôi. Trách nhiệm giải phóng mặt bằng là Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Nên là đề nghị các đồng chí vào cuộc tích cực để chúng ta giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp. Đặc biệt lưu ý là các cái dự án trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng trong quý 2 phải hoàn thành việc tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng quy chế cấp phép xây dựng, tránh một số xung đột giữa các cấp quản lý như hiện nay. Ngay trong quý 2, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng phải tích cực tham mưu xây dựng quy chế tiếp nhận dự án cụ thể theo từng bước, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, công khai. Mục tiêu là phân cấp dần cho các huyện và thành phố, thị xã. Trên tỉnh ta chỉ làm chủ trương, làm cái lớn, chứ còn cái chi tiết, cái cụ thể thì giao lại hết cho các huyện. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động thực hiện, đồng thời đồng bộ các bước tiếp nhận, triển khai dự án đầu tư, không đợi khi có chủ trương đầu tư, có quy hoạch sử dụng đất mới bắt tay vào thực hiện công tác xây dựng phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, rút ngắn tối đa thời gian để dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động.